có nên thử xúc xích khổng lồ không anh ơi? Xúc xích khổng lồ à? Phải thử mới được. Nhìn anh, Pit ơi, ra mở hàng đi, Pit ơi. À, đây có đồ ăn hả? À quên, không có gì ăn cả đâu. Ui là trời, lần đầu tiên tôi thấy cái xúc xích to vật vã như thế này. Nặng hơn cân ấy, quả này phải ăn cả tuần mới hết. Đây là xúc xích của thằng em tôi, còn đây là xúc xích của tôi. Và cái quả xúc xích khổng lồ kia nó phải to gấp 10 lần. Ngoài ra thì có cả loại bé hơn nha. Không biết là ăn như nào đây. Như xúc xích bình thường thì tôi chỉ cần cắn nhẹ một cái là bóc được dễ dàng. Nhưng mà cái này nó to quá, bóc mãi chả được. Thôi đành lại phải nhờ thằng Pit vậy. Pit ơi. À, lúc nãy đuổi người ta đi cơ mà. Đâu anh có đuổi đâu. Thôi bóc hộ anh đi, tí nữa anh cho ăn cùng, hứa đấy. Đây rồi. Ui giời, mùi nghe trường thơm đấy. Không thể chờ được nữa, cắn thử miếng xem nào. À, cái vị của cái xúc xích này ăn rất là giống xúc xích. Được phết, để cắn thêm miếng nữa nào. Phát hiện ra là nó có vẻ đậm vị hơn so với bình thường. Nếu mà để ăn không thì chắc là sẽ hơi mặn một tí. Nên ăn kèm với món khác, ví dụ như bánh mì. Mình sẽ cắt nó ra. Ui giời, nhìn như khoanh giò ấy nhỉ. Cho bánh mì vào lò nướng, kẹp bổ sung vitamin rau, cho thêm mấy khoanh xúc xích vừa cắt ra và cuối cùng là phô mai. Thế là được một chiếc bánh mì kẹp xúc xích, thêm cốc sữa vào nữa là được bữa sáng tuyệt vời. Xin mời cả nhà. Được của nó đấy. Làm quả này về kẹp bánh mì hợp lý. Thôi tình hình là hôm nay bận ăn rồi. Tạm thời là hôm nay không chấm điểm nha.